Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chỉ là một mỹ từ mị dân che giấu tình trạng quản lý kinh tế kém cỏi, thư lại, tham nhũng và đục khoét công quỹ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Việt Thu với tựa đề Dấu chỉ của sự sụp đổ sẽ được Nguyên Khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay. Nguyễn Sinh Hùng chuẩn bị lên thay Nguyễn Tấn Dũng, một tay tham nhũng lên thay một tay tham nhũng khác. Cũng giống như Nguyễn Tấn Dũng khi mới lên nắm quyền, Thủ tướng thao thao bất tuyệt về lộ trình phát triển Việt Nam, thì Sinh Hùng cũng nói về cái gọi là thu nhập quốc dân tăng vọt trong 10 năm tới. Đặc biệt là báo chí nhà nước còn loan tin tuy Việt Nam đang có thu nhập đầu người thấp, nhưng dân thì sống hạnh phúc hơn nhiều lần các nước có thu nhập trên 10.000 Mỹ Kim đầu người trong một năm. Đảng nói vậy, tân thủ tướng nói thế, nhưng một tờ báo khác của đảng thì đưa ra một cái tin như vả nát toàn bộ những tuyên bố mị dân trước đó của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Số là tờ báo Đất Việt có bài mang tên Áp lực trả nợ lớn, Việt Nam phải tính đến kịch bản xấu vào ngày 23 tháng 3 vừa qua. Tờ báo Đất Việt mở đầu bằng những đoạn văn như sau. Báo cáo bổ sung tình hình kinh tế xã hội năm 2015 của chính phủ tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 13 có nêu rõ nợ công của Việt Nam đang tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn, nợ chính phủ đã vượt giới hạn quy định. Trong khi đó, theo Bộ Tài chính, năm 2015, tỷ lệ trả nợ trực tiếp của chính phủ dự kiến chiếm khoảng 16,1% so với tổng thu ngân sách. Trong năm 2016, ước tính số nợ phải trả chiếm 14,7% tổng thu ngân sách nhà nước. Nếu tính gộp tất cả các nghĩa vụ bao gồm cả số đảo nợ, thì nghĩa vụ trả nợ sẽ tăng lên 24% tổng thu ngân sách. Cũng theo Bộ Tài chính, áp lực trả nợ của Việt Nam sẽ thực sự rơi vào giai đoạn 2022 đến 2025, khi các khoản vay ODA chủ yếu đều đến hạn. Như vậy là tờ báo đảng đang thừa nhận một thực tế không thể chối bỏ, đó là nguy cơ vỡ nợ đang tăng dần theo từng ngày, bởi vì áp lực nợ đang gia tăng, cộng thêm việc tới hạn trả các khoản nợ ODA đã và đang đến gần. Chuyện vay nợ của một quốc gia cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây đó là nhà cầm quyền Cộng sản vay tiền về không phải để phát triển ngành nghề, du lịch, xã hội, cải cách giáo dục hay phát triển công nghiệp, mà để chia nhau đút túi. Bởi vậy, người nghèo vẫn hoàn nghèo, đất nước vẫn điêu tàn, vì khi mà chia nhau bỏ túi, mua nhà, đưa con cái tẩu tán ra nước ngoài, thì sẽ lấy gì để mà trả nợ? Ngoài ra, sự bảo thủ và dốt nát trong cơ cấu quản lý kinh tế với cái tên gọi kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã góp phần không nhỏ tạo nên gánh nợ khổng lồ cho người dân. Cứ nhìn thực tế những Vinashine, Vinalize thì sẽ ra điều đó. Tờ báo tiếp tục trích dẫn lời của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, trưởng bộ môn Quản trị Tài chánh Quốc tế, Khoa Tài chánh Quốc tế, Học viện Tài chánh, thừa nhận hiện nay nợ chính phủ đã đến ngưỡng nguy hiểm, đặc biệt là vay nợ nước ngoài. Nhiều người cho rằng được vay là tốt, vay được càng nhiều thì càng tốt. Xét về mặt kinh tế, đúng là như vậy. Vay được nhiều không dễ dàng gì, và người cho vay cũng phải nhìn mặt để xem xét khả năng trả nợ của người đi vay. Hơn nữa, nếu khoản vay được đầu tư tốt sẽ tạo ra được một nền tảng cơ sở vật chất tốt cho sản xuất kinh doanh, từ đó tạo ra năng suất lao động cao, tốc độ tăng trưởng lớn và đem lại lợi ích lâu dài cho nền kinh tế trong tương lai. Tuy nhiên, Việt Nam đã vay rất nhiều, đặc biệt trong những năm gần đây. Điều đó dẫn đến nợ vay của Việt Nam, nhất là vay nước ngoài, đã vượt ngưỡng khuyến cáo của các tổ chức tài chánh quốc tế, trong khi điều kiện khả năng trả nợ của Việt Nam vô cùng mong manh. Ông Đinh Trọng Thịnh nói, hoàn toàn đúng, bởi vì khả năng trả nợ của Việt Nam gần như là vô vọng vì kinh tế không có những khoản thu rõ ràng, càng không có công nghiệp nặng và nhẹ phát triển. Chỉ số xuất khẩu lại không phải là thực chất của Việt Nam, mà nhờ hàng hóa của Trung Cộng cũng như các nhà máy của Hàn Quốc
Nhật Bản đặt trên đất nước Việt Nam sử dụng công nhân giá rẻ mà thôi. Ngay cả mặt hàng chính yếu nhiều năm qua là xuất khẩu gạo nay đã thua cả Lào, Campuchia, chứ đừng nói đến Thái Lan, thì con đường kinh tế càng mù mịt. Bấu víu cuối cùng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đó chính là dầu mỏ. Tuy vậy, giá dầu trong hai năm qua đã duy trì ở mức thấp kỷ lục một cách liên tục. Chính vì vậy, con đường phá sản kinh tế đối với Việt Nam là không thể tránh khỏi. Những ngày qua, đồng bằng Cửu Long đang hạn hán nặng nề và một mùa thiếu đói đang hiện ra trước mắt. Tây Nguyên cũng đang bị hạn hán bủa vây, cả nước sẽ chết đói, lấy gì mà trả nợ đây? Âu đó cũng là bài học nhân quả phải trả cho những tội ác, thói dốt nát, nạn tham nhũng, độc tài mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang nắm tại Việt Nam. Dấu chỉ cho sự sụp đổ toàn diện của Việt Nam đang đến gần bởi vì cái phao kinh tế đang dần chìm vào vô vọng.